Nó có một cái chuyện không biết là hay hay dở, mai hay rủi, là sáng nay một loạt mấy bài kinh, những cái bài kinh nào làm cho mình nhức đầu hết. Một loạt các bài kinh, những cái bài kinh nào làm cho mình nhức đầu hết. Ở trong cái bài 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 ở trong cái bài 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 kinh, bài kinh về La Hán ấy, nó có những cái chữ mà tôi chưa giải thích nè. Ai đoạn tận kiên mạng, không còn những buộc ràng, thì cái chữ kiên mạng này nó rất là quan trọng. Tôi nói 1.000 lần tôi vẫn phải nói cái chữ kiên mạng, mình hiểu theo cái nghĩa của mình ấy, có nghĩa là ta đây à, kiên mạng kiêu ngạo đó là ta đây. Lúc nào cũng nghĩ mình hơn người ta hết, và mình là mình bằng người ta, tôi đâu có thua gì anh, ví dụ như bằng hoặc là hơn, chứ còn đâu có bao giờ mà mình hiểu chữ kiêu mạn có nghĩa là thua đâu. Nhưng mà trong vi trong A Tỳ Đàm thì nó rõ cái sự so sánh bằng cái tâm thái phàm phu thì nó đã là kiêu mạn rồi, dầu cho đó là lòng tự đắc hay tự ti nha. Cái câu phải ghi cho rõ nha, dầu tự đắc hay tự ti, dầu tự đại tự cao á, dầu tự tự đại tự cao hay tự ti đều là mạng. Đấy, đều là mạng. Tôi biết mà, tôi biết tôi không bằng anh. Cái suy nghĩ như vậy, tôi cái câu nói nó cũng đi ra từ cái kiêu mạn. Tôi biết mà, tôi biết tôi không bằng anh, tôi biết là anh giàu hơn tôi biết. Thì đó lại là một sự kiêu, một sự so sánh. Bởi vì cái người mà nói rằng tôi biết mà, tôi biết tôi thua anh thôi, cái người đó khi mà mình có thể suy nghĩ được như vậy thì cũng có nghĩa là một ngày nào đó mình hơn người ta đó, mình cũng lấy đó làm điều. Có hiểu không? Có bị nghe kịp không? Khi hôm nay mà mình chấp nhận mình thấy là mình thua người ta đó, thì cũng có sẽ có ngày mình thấy mình chỉ cần có điều kiện thì mình sẽ thấy mình hơn người ta, còn bằng người ta. Đôi khi một cái vị mà họ lìa bỏ cái ngã mạn là sao, họ thấy cái chuyện so sánh nó không cần thiết, nó là nó thôi, nó là nó, mắc cái gì phải so sánh. Bởi vì khi mà mình thấy mình thua người ta đó, có thể nó dẫn đến sự ganh tị, nó có thể dẫn đến cái sự phiền lòng. Mà ganh tị hay phiền lòng thì nó đều là, nói từ A Tỳ Đàm, nó đều là tâm sân. Buồn tủi hay là ganh tị thì nó đều là tâm sân hết nè. Buồn tủi hay ganh tị thì tâm sân. Còn mà mình nghĩ rằng ấy, mình bằng là tôi đâu có thua gì anh, hoặc là anh đã làm sao bằng được tôi, thì cái suy nghĩ đó làm cho mình kiêu ngạo. Mà các vị đừng, đời nó kỳ lắm thưa bà con, nó kỳ lắm. Có nhiều cái chuyện ở người ta mình thấy kỳ, nhưng mà ở mình cũng thấy kỳ. Ví dụ như mình nghĩ là mình bảnh, mà mình đâu có ngán ai, phải không? Cái xe mình nó đâu có thua gì xe hàng kia, xe nó 1 tỷ 1, xe mình cũng 1 tỷ 3 chứ đâu có phải là kém cạnh gì. Rồi mình cứ so sánh chính mình á, mình so sánh cũng thấy kỳ. Nhưng nếu mà mình thấy thằng A mà nó so sánh với thằng B, mình thấy nó kỳ lắm. Có rất là nhiều chuyện, các vị đừng có ép tôi phải nói rõ nha, nhưng mà có rất là nhiều chuyện trong đời này mình làm mình thấy ok, nhưng mà mình nhìn người khác làm mình thấy nó kỳ lắm, nó rất là kỳ cục. Phải nói như vậy. Thí dụ như mình thấy cái chuyện mà tự ti mặc cảm ở cái anh A mà nhìn anh B này, anh có những câu nói và có những cái thái độ, những biểu chỉ, những cái biểu độ cử chỉ mà của một người tự ti hay của người mà tự đại đó, mình thấy nó kỳ cục lắm, khó chịu lắm. Mà riêng mình thấy nó ok. Có cái pháp tu quan trọng nhất của đạo Phật là gì? Là pháp môn cách sáu. Đấy, tôi nhớ tôi từng nói cái đó. Pháp môn cách sáu là sao? Chỉ cách sáu phải hiểu theo tinh thần Phật pháp nha, chứ không thể hiểu theo cái nghĩa của thế gian được. Cách sáu thế gian là gì? Là xạo, là diễn, là màu mè, là cầu kỳ nha, là hình thức cái chuyện cách sáu ở thế gian ấy. Còn riêng cái chuyện cách sáu mà tôi nói ở đây là sao, có nghĩa là luôn luôn giữ lại một cái khoảng cách tối thiểu theo trong kinh điển, theo trong luật. Thì 1 tỷ kheo mà đã đi xuất gia rồi đó, thì trở về nhà cha mẹ ruột của mình đó, thì ngoài cái tấm lòng mà hiếu thảo hiếu đệ để ý xem mình có thể giúp được gì cho cha mẹ mà giới luật cho phép ha, thì ngoài ra mình vẫn tiếp tục làm khách, làm sao không có tiếp tục gọi là mè nheo rồi xin xỏ rồi gợi ý này nọ đối với cha mẹ ruột của mình. À, gợi ý
muốn cái này muốn cái kia chẳng hạn, hoặc nói cái gì đó cho cha mẹ thương mình hơn chẳng hạn, thì cái đó không nên. Tức là đối với cha mẹ ruột của mình, mà người xuất gia cũng không nên, không nên gọi là quá mức, gọi là quá mức, gọi là có sự gần gũi thân thiết mà quá mức cần thiết thì không nên, dù đó là cha mẹ ruột. Thế thì khách sáo đây là sao? Tức là luôn luôn giữ một khoảng cách tối thiểu với mọi người và mọi vật. Người ta có thương mình lắm đi nữa thì cũng phải cái mức độ mình giữ khoảng cách. Mà người ta có ghét mình lắm đi nữa thì mình cũng không nên đem người ta vào lòng của mình để mình cũng biến người ta thành kẻ thù nha. Mình cứ nghĩ mình giữ khoảng cách là sao? Ok, mỗi người có nghiệp riêng, họ không thích mình thì thiếu duyên với nhau, vậy thôi. Chỉ nghĩ như vậy thôi, chứ đừng có đem họ vào lòng của mình, giống như đem lửa vào nhà vậy anh em. Đó, cái cách sáng là vậy. Và với những thứ mình thấy thì như mình là mình thấy trong đời sống này, cái người mà sống giữ khoảng cách, nếu mà biết cách, biết cách giữ cái khoảng cách nó đẹp lắm. Thí dụ như bây giờ mình thấy con chim nó hót hay thì cứ để nó hót đi, để nó sống trong thiên nhiên. Chứ mắc gì mình đem nó, mình bắt nó, bẫy nó, hoặc là mua nó về đem nhốt nó trong lòng, không nên. Mà cứ để nó phần của nó, mình phần mình. Một số là nó thức dậy nghe chim hót bên ngoài vườn, như vậy đủ vui rồi. Thấy hoa nở đẹp thì biết nó là đẹp, vậy đủ rồi. Còn cắt nó đem vào trong trong phòng trong nhà đó thì ok, chính tôi là cũng là người chuyên hoa. Nhưng mà những lần mình như vậy là vì nhiều lý do lắm. Một lần người ta cho, hay là tôi thấy nó nhiều quá, hoặc là trường hợp đặc biệt là có những ngày đặc biệt mà tôi nghĩ là mình phải có bình hoa bằng Phật, ví dụ như vậy. Chỉ còn thật ra mình nói, thật ra mình nói, theo nếu có bị hỏi tôi cũng sẽ nói thiệt là cái hoa để nó tự nhiên ngoài cây ấy, nó hay hơn là mình gần gũi nó quá mức. Có nghĩa là mình cắt nó đem nó vào nhà vào phòng của mình đó, là tôi cứ giữ nó hình như nó không đẹp bằng cái chuyện mình để nó tự nhiên. Hãy giữ khoảng cách, nghĩa là phần anh cứ giữ anh đi, phần tôi cứ giữ phần của tôi, luôn luôn có khoảng cách. Giờ đó là con chim hay là một đóa hoa, và mình thương nghe mà mình nghĩ đến chuyện mà mình cõng, mình vác, mình mang, mình khi người ta về nhà để mà tiến hành một cuộc hôn nhân, một cuộc giao dịch dài hạn tôi biết mà đẹp. Thương nghe, hãy cứ là tình nhân. Tại sao vậy? Vì cứ là tình nhân mình cứ làm, còn mình rước nhau về mình phải gồng gánh, phải chịu trách nhiệm nhau, thì lúc đó mình thấy mình là gánh nặng của nhau. Và lúc đó bao nhiêu cái thơ mộng, bao nhiêu cái lãng mạn, bao nhiêu cái tử tình nó không còn nữa. Tây họ nói thế này, họ nói hôn nhân giết chết tình yêu, điều đó đúng. Cái câu đó xin đừng hiểu theo cái nghĩa mà phàm tục. Hôn nhân giết chết tình yêu mà hiểu theo nghĩa phàm tục thì nó nghèo lắm. Mà phải hiểu rằng khi ta xóa những cái khoảng cách mà cần thiết đó, mà chúng ta sát lại gần nhau thì chúng ta làm hỏng đi. Làm hỏng đi nhiều thứ lắm quý vị, làm hỏng đi nhiều thứ lắm. Mến nhau nhưng mà anh ở nhà anh, tôi ở nhà tôi, cơm ăn mới ăn thì mình thương nhau hoài. Còn mình thương nhau quá, mình tìm cách mình đem người ta về ở với mình thì giúp mình đem con chim của nhóc lòng, đem cánh hoa bỏ vào trong cái bình đó, thì ok, trước mắt nó gần mình đó, nhưng mà nó sẽ héo tàn, nó sẽ héo hó hon, nó chết. Và cái mình nắm được trong tay lúc bây giờ nó không phải là cái mà mình muốn trước đây nữa. Cái cuộc đời nó giống như một nắm tuyết vậy đó, tuyết ở trên núi, tuyết trên đường, tuyết trong rừng đẹp lắm. Hót nắm tuyết về nhà thì biết tuyết nó tan, nó vô duyên, nó lạnh lẽo, nó nhạt nhẽo, nó xấu xí lắm. Hãy để tuyết là tuyết, hãy để tuyết nằm trong thiên nhiên đi. Và mình là một người khách bộ hành đi ngang qua một cánh rừng đầy tuyết, hay là mình là một người ngồi trong nhà nhìn ra tuyết trắng bên ngoài, hãy để tuyết là tuyết ở vị trí của tuyết, mình cứ là mình. Còn đằng này mình can thiệp vào tuyết, móc xúc một cục tuyết đem vào nhà, tuyết hư tuyết chết, đừng trách vì sao mình không còn tuyết nữa. Cũng vậy, thương người ta, thấy người ta là một diễn viên, thấy người ta là một ca sĩ, một người mẫu, đi giữa những cái bó hoa, những tràng pháo tay, những cái đèn chùm xanh đỏ lấp lánh, mình ham đem lòng yêu đương cứu người ta về bên cạnh mình, thì không còn những tràng pháo tay nữa, không còn pháo, không còn hoa nữa, không còn đèn màu nữa, thì lúc đó mình cõng một cái người như vậy về mình có thấy hối hận không? Chưa kể biết bao nhiêu ca sĩ, biết bao nhiêu người mẫu có son phấn 10 điểm tháo ra hết, 4.5 điểm, chưa được 5 điểm nữa. Thì họ chỉ có cái giọng hát thôi, nên cổng về là coi chừng rước nhầm trương chi là trào máu. Cho nên cái chữ ngã mạng đây nó có nghĩa là gì? Sống đừng có so sánh, sống tự nhiên, sống hồn nhiên như cây cỏ. Và Chúa cũng vậy, hãy giữ cái tâm thái trẻ con mới vào được nước Chúa. Có nghĩa là sao? Sống đừng sống như trẻ con vậy, thấy sao biết vậy? Đừng can thiệp, đừng can dự. Bởi vì ngã mạng là gì? Là sự so sánh. Chỉ so sánh, chính cái so sánh nó nảy sinh vô số bi kịch, hơn thua và bằng. Ok, đó là tôi chỉ
bổ sung điểm xuyết cho cái bài kinh La Hán thôi. Bây giờ tôi giảng tiếp cái bài kinh tiếp theo là bài kinh Phật Vị Chiếu Sáng. Thì tôi giảng xong bài nào tôi nghỉ nha, bởi vì bài nào nó dễ tôi làm luôn, rồi mới tôi gọi còn bài nào khó tôi giảng ít, mà hay chỗ nào dễ mình lướt. Và tôi báo cho quý vị một cái tin mà tôi nghĩ rằng có lẽ tin vui cũng được, tin buồn cũng được, đó là chúng ta tuyệt đối không đủ thời gian để đi cùng nhau suốt cái tư cuộc kinh. Các vị tưởng tượng đi, sao lâu nay tôi nghĩ cái đó mà bây giờ tôi nhớ được hết hồn. Cái tăng chi bộ kinh là 9.000 mấy trăm bài, tương ứng là 7.000 mấy trăm bài, mà cứ cho mỗi ngày mình học 2 bài đi, mà 1 năm là 365 ngày thôi thì mình lấy 300 thôi, này mình lấy 300, mà 1 ngày như vậy đó là mình học 2 bài đi, thì vậy 1 năm mình học 600 bài, thì theo quý vị bao giờ thì hết được 7.000, bao giờ hết được 7.000 bài? Thì dĩ nhiên trong đó có những bài trùng, đúng, thì thôi bây giờ tôi bỏ trùng đó đi nha, tôi bỏ trùng, tôi chỉ lấy 7.000, đúng là 7.000 mấy, mà tôi tính chẵn là 7.000, rồi tôi còn hào sản tôi cắt bớt 2.000 nữa còn lại 5.000, thì 1 năm như vậy là 600 bài. Thì các vị thấy 600 bài thì làm sao mà hết được 5.000 bài tư tưởng bộ kinh, làm sao hết được đấy. Cho nên là tôi thấy cái cơ hội mà mình đi hết kinh tạng không phải là chuyện dễ đâu nha, không phải là chuyện dễ, nhưng mà thôi tới đâu hay tới đó. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục cái bài giảng này. Bài này chú giảng không nói gì nhiều, có nghĩa là có một vị trời nhé, đọc một bài kệ hầu Đức Phật nhé, đọc một bài kệ hầu Đức Phật, là đọc cái quan điểm rất là đời của mình thôi, tức là vị này hỏi Đức Phật chỉ cái thế gian này nó luôn luôn nó chìm trong bóng tối, thì con xin hỏi thì tôi không có ánh sáng thì làm sao người ta sống được, nhưng mà cái vật gì đó mà nó đem lại ánh sáng cho cuộc đời, cho cuộc đời tâm tội này, chỉ vậy thôi. Vì nên đem một suy nghĩ rất là bình thường, thì Đức Phật người trả lời đó là tạm thời người nhìn vào cái cơ tánh đó, người nhìn vào cơ tánh người hỏi, người trả lời vừa sức ổng thôi. Dĩ nhiên là câu hỏi này mà ở một trường hợp khác với một đối tượng khác thì chắc chắn Đức Thế Tôn cũng sẽ có câu trả lời rất khác, nghe kịp không? Tức là ở một thời điểm khác với một đối tượng khác thì câu trả lời của Đức Thế Tôn sẽ rất khác. Ngài có tới vô số cách trả lời cho một câu hỏi, nhưng mà riêng đối với cái người này nè, cái người mà trong cái bài kinh này nè, thì Ngài thấy trả lời như vậy là ok. Đấy, phải nhớ cái đó. Cho nên rất là nhiều cái câu trả lời của Đức Phật, có rất là nhiều cái bài giảng của Đức Phật mà các vị cảm thấy không vừa ý. Các vị tại sao người ta hỏi như vậy mà cái câu này trả lời như vậy, thì xin hiểu rằng chính vì Ngài là bậc nhất thiết trí, Ngài nhìn cái cơ tánh của người hỏi, Ngài thấy rằng phải trả lời như vậy nó mới vừa sức với người đó. Nó mới vừa sức với người đó. Rồi mai này gặp một người khác thì Ngài sẽ trả lời khác. Thì đó là cái phật trí của Đức Thế Tôn nha. Thì ở đây thì ông vẫn hỏi trong cuộc đời tâm tối này nè, thì cái gì đó nó sôi rồi nó chiếu sáng cho cái cõi nhân gian này, thì Đức Phật Ngài dạy rằng đó là ban ngày ấy, thì có mặt trời, ban đêm ấy, thì có mặt trăng, còn lửa là khi nào mình cần mình nghiêng nó lên thì mình sẽ có lửa nhé, bất kể ngày đêm. Nhưng mà riêng cái ánh sáng của chư Phật ấy, thì không có giới hạn không gian thời gian. Thì cái ánh sáng của chư Phật ở đây ấy, là gì? Ở trong chú giải có nói có 2 loại ánh sáng, đó là cái ánh sáng vật chất và cái ánh sáng tinh thần. Cái ánh sáng vật chất thì nói ra nó hơi khó tin, nhưng mà thì tôi ok, tôi giảng kinh thì tôi có nói ra hết nha. Tức là trong chú giải, trong kinh ấy, trong kinh nói rằng nó là khi mà một vị Bồ Tát trên đẳng giác kiếp chót mà sắp thành Phật ấy, thì lúc mà Ngài từ ở trên cổ đông sành vào trong cái bụng mẹ, thì lúc đó 10.000 thế giới tự nhiên có một cái luồng ánh sáng. Lúc mà ngày đi vào bụng của bà Ma Gia đó, thì coi như là một cái luồng ánh sáng vượt xa
ánh sáng mặt trăng mặt trời nó chiếu rọi khắp 10.000 cái vũ trụ. Rồi khi mà ngài thành đạo cũng vậy, khi ngài thành đạo là khi ngài chuyển pháp luân, ngài thuyết là bài pháp đầu tiên để mà gọi là bắt đầu gọi là cái hành trình mà hóa đạo độ sinh ấy, thì cái bài pháp đầu tiên nó rất là quan trọng, rất là quan trọng. Và nghe cái bài pháp đó là chứa toàn bộ cái nội dung của toàn bộ những gì mà ngài sẽ thuyết giảng sau đó trong đời của ngài. Chẳng hạn như mình thấy trong kinh Pali có cái kinh chuyển pháp luân, thì chuyện đầu tiên là ngài nói rằng này các tỳ kheo có hai con đường cần phải tránh, đó là lợi dưỡng và khải hành, là và khổ hành. Thì cái con đường mà các ngươi cần phải tu tập đó là con đường trung đạo. Trung đạo là gì? Đó là con đường bát chánh đạo. Rồi bắt đầu ngài mới giải thích này các tỳ kheo có bốn đế cần phải khổ đế là tất cả mọi tồn tại ở đời, bao gồm sanh già bao chết, sầu bi khổ ưu não, muốn không được thương với sai ghét với gần, nói chung nó vẫn là khổ. Rồi thứ hai là tập đế, rồi ba ái, cái đại ái trong ba cõi đó, rồi diệt đế là cứu cánh niết bàn, cái sự vắng mặt của khổ và tập, và đạo đế chính là cái bát chánh đạo. Thì phải nói là toàn bộ cái cuộc đời, toàn bộ những gì mà Đức Phật thuyết giảng sau đó trong cuộc đời hoằng pháp của ngài thì chỉ gói gọn trong cái này thôi. Còn bên Bắc Tông thì họ phải nói rằng họ dựa vào cái kháng tạng của họ, họ coi họ không định nghĩa tứ đế như là năm tâm định nghĩa, cho nên họ nói rằng tứ đế là một thứ giáo lý thấp kém, chỉ dành cho cái hạng mà tiểu thừa, mà tiêu nha bệ chủng mạ khô giống thối này khác. Nhưng mà nếu mà người nào đọc kỹ về cái tứ đế mà định nghĩa là năm tông á, thì nó có thể bao trùm toàn bộ tất cả không sót cái gì hết, kể cả phật trí của một vị chánh đẳng chánh giác cũng nằm ở trong cái bài kể ra ngoài được này. Toàn bộ ba cái mà gọi là niết bàn diệu tâm chân không diệu hữu bát nhã bát nháo gì, nó không có sót, không có gì mà nằm ngoài hết này. Nhưng mà nó khổ chứ họ không chịu nghiên cứu cái đó. Ở bên đế vui lắm, họ phân ra hệ thí dụ như là tinh văn là chữ tu tứ đế thôi, còn độc giác hay là duyên giác thì tu 12 duyên khởi. Nhưng mà bên năm tông thì không có nói như vậy. Một người mà muốn trở thành thánh nhân thì dứt khoát không thể mù tịch được tứ đế, dù đó là độc giác, tinh văn giác hay là toàn giác. Điều thứ hai, một cái người mà đã hiểu tứ đế thì không thể nào mù tịch về duyên khởi. Khổ như vậy đó. Cho nên vấn đề lớn nhất ở đây là tôi xin thưa thiệt, tôi không biết rõ ai trong trong này Nam Bắc tôi không rõ nha. Nhưng mà tôi sẽ xin thưa thiệt là hãy cẩn thận khi mà trình bày về cái điều mà tôi vừa nói. Nè, ví dụ như nói là tinh văn là tu tứ đế, là độc giác, là tu 12 duyên khởi, ví dụ như vậy. Hãy cẩn thận khi nói với tụi Gia Tăng, tụi ông Mỹ, họ không phải là họ giống, không giống như người Tàu, họ không giống như người Việt Nam mình đâu. Tức là sư phụ nói sao nghe vậy, chứ người ông Mỹ họ không có đơn giản như vậy. Không có đơn giản như vậy. Nhưng khi mình nói như vậy là mình vạch áo cho họ biết là mình có bao nhiêu cái thẹo. Và hôm đó cũng là lý do mà hôm nay Hòa Thượng Làng Mai, tức là Hòa Thượng Nhất Hạnh đã phải xem tứ niệm xứ, đưa tứ niệm xứ lên thành nên là cái đường chủ đạo để hướng dẫn cái Làng Mai. Vì đó cái tụi đây phải rõ ràng, phải rõ ràng, chứ còn không thể nào mình đem một cái lỗ thiền mình như là trúc lâm của mình á. Ok, họ không phải là họ chê, nhưng mà phải có một cái cương lĩnh như thế nào đó họ mới chấp nhận, chứ không có đơn giản là nói là đây là thiền trúc lâm, thiền Việt Nam, thiền local meditation. No, ngay cả cái gọi là Phật giáo thất sĩ đó, hoằng pháp ở đâu thì được, nhưng mà nó ở Âu Mỹ rất là khó, bởi vì họ sẽ hỏi mình mấy câu rất là khó trả lời. Thí dụ như họ hỏi thế này, Phật giáo thất sĩ có theo đúng tâm tạng không? Nếu mà đúng thì tại sao không có ráp được, không có ráp được với Phật giáo Nam Tông ở các xứ Miên, Lào, Thái, Miến, Tích? Còn nó không, chúng tôi theo chúng tôi tu tập theo Hán Tạng. Ủa, tại sao mấy ông không có ráp được với Nhật, Đại Hàn, Trung Quốc? Tức là không có ráp à, đem vô chia một cũng nên là không được, nửa chim nửa chuột cũng như dơ vậy đó. Tức là đem cái ráp cái này chim nó không, cha này không có phải lông vũ mà lông mao rồi mà hữu nhũ như chúng tôi cũng không được. Chim là chim mà chuột là chuột, tức là họ sẽ hỏi có rất là kỳ, hỏi về chim bây giờ cái này này của anh đó, cái được anh làm theo cái theo cái nhóm nào, cho nên phải cẩn thận cái đó, cái đó nó phải có gốc gác đàng hoàng. Cho nên mình không có tùy tiện như vậy, mình không thể nào mình tùy tiện mình nói rằng
tiểu thừa là tu theo tứ đế, là cứu cánh cao nhất là tinh tấn quan tâm, thì cái đó là bình tĩnh thôi, chứ là hãy đọc kỹ đi, hãy đọc kỹ để xem tứ đế trong kinh điển Pali nói cái gì, chứ mình đừng có cấm đầu đi theo sư phụ mình. Sư phụ mình biết cái gì thì mình nghe cái đó là chết rồi, năng nỉ. Và tôi xin thưa quý vị một chuyện rất là quan trọng, hoàn toàn vô tư, đó là họa trùng khẩu xuất mà bệnh trùng khẩu nhập. Cái họa nó do cái miệng mình nói ra mà nó có. Cái bệnh ấy, nó do cái miệng mình ăn mà mình bị bệnh. Mình ăn uống rất là cẩn thận, phải nói ngày xưa mình dốt mình không biết. Ở Việt Nam mình đang đi mình lăn cái đùng ra cái là ta đã đồ trúng gió, là đèn nó ra gạo gió. Nhưng mà sao này mình biết phải như vậy? Sao này mình biết phải như vậy? Mà bởi vì là có thể là mình bị stroke, tức là bị tai biến máu não. Là bây giờ người ta cái biết người ta về y học bây giờ nó khác ngày xưa nhiều lắm, cho nên bây giờ ăn uống phải cẩn thận, ăn uống phải cẩn thận, coi chừng nó dư đường nè, rồi ăn nặng quá rồi coi chừng nó bị cao máu nè, rồi coi chừng nó bị dư mỡ cholesterol nè, đấy phải cẩn thận. Và tôi thấy nhiều người học hành không nhiều lắm nhưng mà ăn uống rất là cẩn thận. Nhưng tại sao trong cái chuyện ăn uống thì mình cẩn thận, mà tại sao trong cái chuyện tâm linh, cái chuyện tinh thần mình lại ẩu như vậy? Mình sống chỉ có 100 năm, maximum tối đa là 100 năm thôi. Tôi rất lấy làm ngạc nhiên là tại sao mình có thể ngây thơ trẻ con thủy cận nông nổ đứt mắt mà có thể dễ dàng miếng áo bỏ ông thầy để mà chấp nhận một cái lối hướng dẫn tu học rất là đơn giản mà không hề có lúc tự tra tự vấn là sao. Mình ăn rất là kỹ nhưng mà tại sao học đạo là không kỹ? Cái đó tôi rất là thắc mắc đó. Tôi rất thắc mắc đó. Tại sao mình ăn mình sẽ bệnh mà mình học đạo cũng sẽ bệnh ra sao? Thí dụ như ít ra mình cũng phải hỏi một câu, thưa thầy, bộ Đức Phật dạy có nhiều đến thật hay sao? Hoặc là thưa thầy, con muốn đọc thêm cái này con đọc ở đâu? Cái sợ nhất là học đạo mà ông thầy ông giảng cho thương thân tư kiến. Rồi ông nghĩ sao? Ông thầy nghĩ ông dạy như vậy thì rất là kẹt cho mình. Ngay cả cái chuyện mình đi ông thầy thuốc nam á, mình cũng phải để ý coi cái thuốc ông cho đó mà đủ được có hiệu quả hay không. Và bên cạnh cái chuyện mà mình đi uống thuốc cùng ở bọn thầy, mình về mình còn phải nghe ngóng, học hỏi, trao đổi, bàn bạc với bạn bè, với người thân, với sách vở, với báo chí nữa chị. Chứ đâu có thể nào mà mình cắm một góc cổ mình giao cái mạng mình cho người thuốc rồi mình lại gặp ông lăng băng mình sao. Mà cái chuyện như vậy mình nghĩ cũng ra mấy chục triệu dân Việt Nam đi theo đạo Phật hả? Là cũng vẫn đi theo cái cách đó. Có nghĩa là bà ngoại tôi đi chùa thì má tôi đi chùa, mà má tôi đi chùa thì tôi cũng đi chùa. Và cái chùa nào gần nhất, cái ông thầy nào mà má tôi bà ngoại tôi mến nhất, đặt pháp danh cho má tôi cho bà ngoại tôi, thì ông thầy đó cũng là bổn sư của tôi. Và cứ như vậy hết đời này sang đời khác, họ chỉ theo thầy theo tổ mà không có theo Phật. Thì đây là một cái chuyện rất là đáng trách. Thì còn cái chuyện ở đây quý vị nói căn cơ, tôi hỏi câu quý vị nói cái gì, mà tôi chỉ nói rằng quý vị đã hiểu sai ý tôi rồi. Tôi đâu có nói, tôi đâu có chống lại các vị, tôi chỉ nói một chuyện thôi, đó là hãy cẩn thận là theo cái mình, hãy biết nghi ngờ con đường dưới chân của mình. Tôi chỉ nói bao nhiêu đó thôi, hãy cẩn thận, có nghĩa là đừng có vì một cái điều kiện, vì một cái môi trường nào đó mà mình dễ dàng mình chấp nhận một cái thứ giáo lý nghèo túng thiếu máu thì cái đời nó không nên. Và cái người đầu tiên bị hại tới chính là mình. Tôi cứ đề nghị như vậy thôi, tôi không hề mà làm buồn mà có cái gì hết, nhớ nha. Tôi cứ đề nghị là tại sao mình ăn mình cẩn thận, mà tại sao mình học đạo mình không cẩn thận? Chỉ có một câu thôi, thưa thầy, con muốn học thêm như này có ở đâu? Cái điều mà thầy đang nói đó, thầy dựa vào đâu? Hoặc là thưa thầy, 40 mấy năm hoàng đạo của Phật dạy có nhiều đó thôi hả thầy? Chỉ có cầu giảng sanh là ăn chay thôi hả thầy? Rồi bao nhiêu cái phần trí, cái bồ đề đó là có nhiều đó thôi hả thầy? Rồi trong Phật thực cõi Phật thì có vô số, mà tại sao mình cứ cắm đầu về mình cõi đó là sao? Thí dụ mình có thể đi Úc nè, đi Nhật, Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Canada nè, Thụy Sĩ nè, mà cái chuyến thuyền mà cả dòng họ mình cứ chạy hết rồi Mỹ là tại sao? Phải có lý do chứ không phải là quay quên hết. Tại vì tôi có giới không có đúng là bằng Mỹ sai, nó phải có lý do tại sao người ta đi miền Mỹ. Mình phải giải thích cho người ta nghe cái đó nha. Còn một đàn thì mình nói là Phật Quốc là vô số, mà một bên mình cứ bắt mọi người cứ chung vào trong đó là một cái sai, một cái lạ. Cái lạ thứ hai nữa, tất cả Bồ Tát
muốn thành Phật đều phải có đại bi đại trí. Tôi nói rõ, tất cả Bồ Tát đều phải có đại bi đại trí. Thì tại sao chỉ có một Bồ Tát Quán Âm là tầm thanh cứu khổ? Tôi thắc mắc bao nhiêu đó thôi. Tại sao vậy? Tại sao tất cả Bồ Tát muốn thành Phật đều phải có đại bi đại trí, mà chỉ riêng Bồ Tát Quán Âm là có đại bi là sao? Như vậy những Bồ Tát khác không có đại bi hay sao? Mà nếu những Bồ Tát khác không có đại bi, không có tầm thanh cứu khổ, thì như vậy biết gì? Tôi nói làm lạ cái đó. Bây giờ ví dụ như mình nói bây giờ nha, mình nói chính niệm mình nhận nhận là có vô số Phật, thì có nghĩa là phải có vô số Bồ Tát. Mà nếu có vô số Bồ Tát thì tất cả phải có đại bi mới thành Phật chứ. Mà tại sao mình cứ đè một vị ra mình cầu là sao? Điều thứ hai, nếu mà mình nói rằng mình cầu mà người giúp được mình ấy, thì xin hỏi có ai dám nói không? Có ai dám bảo đảm với tôi là cầu Bồ Tát được đâu? Chưa chắc. Nghèo vẫn cứ nghèo, bệnh vẫn cứ bệnh, chết vẫn cứ chết. Có nghĩa là mỗi người mình phải đi theo cái nghiệp của mình. Cái quan trọng là mình phải tu thiện, lắm ác, làm lành lắm dữ. Thì đã nếu mình làm lành lắm dữ được thì tự nhiên mình được an lạc, được an toàn. Rồi nếu mình về đến khởi thì mình có niệm bao nhiêu Bồ Tát, có niệm bao nhiêu Phật cũng vậy thôi. Mà nếu như vậy thì đừng có dụ thị quần chúng ăn rồi tập trung cái chuyện mà cầu Bồ Tát này cầu Phật kia, tôi nghĩ không nên. Mà nên dạy họ như thế nào bớt được cái tôi, bớt được cái tham, bớt được cái sân, bớt được cái si, làm sao sống chậm rãi lại, sống chánh niệm lại, sống tỉnh thức lại, để cảm thông, để chia sẻ, để tha thứ. Cái đó tốt hơn là mình tập trung thời gian để mà mình đi niệm một cái thứ tam tuổi tước hiệu nào đó thì tôi nghĩ không nên ăn. Cái đó là điều rất quan trọng. Và điều quan trọng nữa là tiểu thừa hay đại thừa lại cái nhân chứ không phải công phái. Nếu tôi phát áo đại thừa mà lòng tôi hẹp quá thì tôi không còn là đại thừa. Nếu mà tôi mặc cái áo mà bị người ta mắng là tiểu thừa đó, mà lòng tôi nghĩ nó vô lượng chúng sinh, thì lúc đó không phải là tiểu thừa nữa. Tên tiểu hay đại ở đây là nó nằm ở cá nhân, cái nhận thức của mỗi người nha. Ok, cho nên là ở đây nói cái này thì nó nhanh, nói cái này thì nói qua cái kia rồi thôi, chứ tôi vẫn để lại cái bài kinh căn bản của mình. Đó chính là có người hỏi Đức Phật ánh sáng nào để mà sâu đậu cuộc đời, thì Đức Phật dạy rằng các ban ngày có mặt trời, ban đêm có mặt trăng, rồi lửa thì có mỗi khi mỗi lần người ta muốn là có ngày đêm. Và cái quan trọng nhất là ánh sáng của chư Phật, ánh sáng thì có hai. Thứ nhất là cái ánh sáng vật chất, đó là khi mà ngày, khi mà những cái sự kiện quan trọng trong đời của ngài diễn ra đó, thì có một luồng ánh sáng thì nó soi rọi khắp 10.000 thế giới mà trong một khoảnh khắc đó thôi, sau đó mọi thứ trở lại như cũ. Rồi về ánh sáng tinh thần là sao? Là có những vấn đề mà nếu chư Phật trong bản giác không có ra đời thì mình không có cơ hội để mình biết đấy. Thí dụ như mình làm sao mình có thể nghĩ được rằng cái sự có mặt của mình nó chỉ là cái sự ghép nối, nó chỉ là cái sự lắp ráp của vô số thành tố. Cái đó khó tưởng tượng lắm, làm sao mình tưởng tượng được chuyện đó? Và làm sao mình có thể tưởng tượng được rằng cái khổ nó đi ra từ cái ham muốn của mình? Ví dụ như bây giờ tôi khổ quá thì tôi đi tìm một cái gì đó mà thỏa mãn cái nhu cầu của tôi. Tôi đói rồi tôi đi ăn, tôi đi bộ mệt quá thì bây giờ tôi phải ngồi xuống và tôi đón xe tôi đi, cái gì đó rất là bình thường. Rồi cái chuyện mà tôi ăn ngon mặc đẹp nó làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc, cái gì đó bình thường. Nhưng mà Đức Phật lại dạy rằng chính cái niềm đam mê đó nó làm cho mình bị khổ đó. Thì cái này nếu mà Phật không đam mê thì bị khó, rất là khó mà hình dung, rất là khó là tưởng tượng. Mà chưa kể nó còn chỉ này nữa, chúng sanh mà thấp kém làm điều bất thiện bị sa đọa, chúng sanh cao cấp hơn một chút làm các điều lành được sanh về các cõi làm các cõi vui. Rồi trong các cõi vui đó nó có cái cõi dục thiên, rồi các cõi phạm thiên, mình thấy là rõ ràng là quá vui. Nhưng mà Đức Phật ngài lại dạy tam giới như hỏa trạch, dầu ở đâu đi nữa thì trong cái căn nhà đang cháy thì dòng chung như sàn, chung vô trong nhà tắm hay là lo trong đất nó đều giống nhau hết trong một căn nhà đang cháy. Cái điều này nếu mà Phật không ra đời thì diễn rất là khó, rất là khó. Bởi vì các vị tưởng tượng nếu mà mình đặt thiền, mình sống về phạm thương, mình sống nhiều kiếp trái đất trên đó, thì cái cơ hội, cái cơ hội, cái điều kiện mà để mình hiểu rằng những mọi thứ nó là vô thường, tôi nghĩ rất là khó. Bởi vì chúng sanh có một cái bệnh rất là nặng, đó là
luôn luôn hài lòng vừa ý, thỏa mãn với cái mà mình đang có. Cái đó là cái rất là mệt. Thí dụ như mình là một con chuột mà để trong trống thì mình thấy mình là đủ rồi, trống trống nó tầm tối nó tầm tử như vậy là đủ rồi. Đấy, rồi mình là một người nông dân có một miếng ruộng, có một túp liều, một căn chòi, rồi ngày hai buổi gác cuốc ra đồng, rồi đêm trở về thì có một cái giàn bầu, có một cái ao nước, rồi có một mâm cơm, như vậy là đủ rồi. Rồi có mấy đứa con chạy năng ăn xăng, rồi mai này mình già mình giao mấy rượu đây cho con vậy là đủ rồi. Mình ở phố mà có một cái căn tiệm nhẹ bán là phải cầm bạc gì đó đủ sống hai ngày thì mình được rồi, vân vân và vân vân. Chúng ta luôn luôn có một cái khuynh hướng, có một khuynh hướng là thỏa mãn vừa ý quá sớm với những gì mình đang có. Nhưng mà khi Phật ra đời lại khác, Ngài dạy cho mình rằng hễ còn có sở hữu mà còn khổ, còn có tái sinh là còn khổ. Thì trong trường hợp này chúng ta phải nói rằng là nếu không có duyên Phật ra đời đó thì cái điều này chúng ta không có cơ hội để chúng ta biết. Cho nên vị Phật ra đời đem lại cho chúng ta hai thứ ánh sáng, đó là ánh sáng vật chất tôi đã nói rồi, còn thứ hai là ánh sáng tinh thần, có nghĩa là những điều này dạy đó mở ra cho chúng ta những cái nhận thức mà trước giờ chúng ta khó, rất là khó mà có thể nghĩ ra. Thậm chí có những vấn đề chúng ta tuyệt đối không thể nghĩ ra nếu chúng ta không phải là một vị Phật, thì đó được gọi là cái ánh sáng của vị Phật nha. Thì ở đây thì là tôi đang giải thích cái ánh sáng của những cái ánh sáng, cái cảm giác là vậy đó, có nghĩa là có hai ánh sáng, ánh sáng vật chất và ánh sáng tinh thần. Ánh sáng tinh thần tức là ngày mở ra những vùng tối, soi rọi những vùng sáng, gợi ý những điều mà chúng ta cần có một nhận thức. Đấy, tức là sáng nay chúng ta học vừa xong cái bài kinh, học ba bài thì mong ba bài theo chú giải đều đơn giản, không có cái chữ khó để bà con có biết đầu. Vừa rồi đó là bài kinh về bốn cái thứ ánh sáng ở đời. Bây giờ thì bên đây là 6:30 rồi, thì tôi xin thưa trước là từ đây trở đi trong vòng 3 ngày, tôi xin trở đi trong vòng 3 ngày, nếu mà nhân viên thuận tiện thì tôi sẽ tiếp tục giữ nguyên cái giờ này, tức là 5:00 Paris. Còn nếu sớm hơn một chút, sớm hơn một tiếng, hoặc là trễ hơn một tiếng, thì đó là do trục trặc kỹ thuật. Mong bà con ok, không có gì hết, chỉ có thể thôi, có thể trễ một tiếng hoặc có thể sớm hơn một tiếng giờ Paris, tức là có thể là 4:00 hoặc có thể là 4:00 Paris hoặc là 6:00. Còn nếu 5:00 như bây giờ thì quá tốt rồi. Xin cảm ơn quý vị, xin hẹn gặp nhau ngày mai.